Hello, xin chào cả nhà mình nha. Các bạn biết mình đang đi đâu đây không? Hiện tại bây giờ thì nhiệt độ ở ngoài là 41 độ F, tương đương khoảng chừng là 6 độ C nha cả nhà. Trời rất là có giống như kiểu bị mưa, giống mưa đó các bạn. Mây đen ha, mây đen mây xanh. Trên con đường này thì chắc các bạn không biết là ở đâu đâu đúng không? Chút xíu mình sẽ nói cho các bạn nha. Rồi, chào một bạn đang coi nha. Là một việc không có thể nào tưởng tượng được. Rồi, chào ai đó đây ta? Chào U Hà hả? Không có thấy đường. Đường không có thấy. Các bạn biết rằng là mình sống ở đây thì cũng lâu rồi ha, 18, 19 năm rồi. Nhưng mà ít khi nào mà đi khỏi cái nơi cư trú của mình lắm nha bạn. Tại vì cứ lo làm không à. Nên nhiều khi đó muốn đi đây đi đó đó, làm biếng lắm. Cứ sáng đi rồi chiều về, sáng đi chiều về. Rồi là nhiều khi buồn buồn thì nhảy lên YouTube rồi lên Facebook rồi chia sẻ cho các bạn. Nhưng mà thực tế đó, có nhiều những cảnh vật đó, những cái nơi mà di tích lịch sử mà Missouri của mình đó mà không có ai biết nha bạn. Biết nhưng mà mình không phải không ai biết, mà mình biết nhưng mà mình không có cơ hội. Hiện tại bây giờ thì còn khoảng chừng là 20 mile nữa, có nghĩa là khoảng chừng là 30 cây số nữa là sẽ tới cái nơi đó nha các bạn. Nơi này rất là bí mật luôn. Rất là bí mật. Chạy khoảng chừng 15 phút nữa là sẽ tới rồi. Rồi các bạn thấy không? Chút xíu nữa các bạn sẽ thấy biết mình đi đâu nha. Hiện tại bây giờ là mình đang chạy với tốc độ là 100 cây chuối một giờ nha. Đó, 65 mile đó. Các bạn thấy chạy 65 mile thì cỡ khoảng là 120 cây số một giờ nha các bạn nha. Chút xíu nữa các bạn sẽ biết là mình ở đâu nha. Cỡ 15 phút nữa thôi, đang tranh thủ đi nhận nhiệm vụ mới. Đường chạy kiểu này đó thì nó chỉ có hai làn xe thôi. Khi các bạn chạy lên đường làn bên phải như thế này đó, chạy hơi chậm. Nhưng mà nếu như các bạn muốn mà chạy hơi nhanh chút xíu đó thì phải qua làn bên trái chút xíu nha, qua làn trái này đó để chạy. Đường thanh thang. Các bạn thấy buồn không? Mùa đông buồn cỡ đó đó. Cây cối nó rụng lá đó. Cây cối rụng lá trơn à. Đó, nhìn thấy đen thui à. Không có sức sống ha. Mùa đông là vậy đó. Mùa đông rất là buồn. Đó, ví dụ có chiếc xe đằng sau kìa, nó muốn lên đó, mình phải nhường qua đây cho chút xíu để cho nó lên. Khi mình chạy như vậy đó các bạn, chạy phải qua cho nó qua, cho nó lên nè. Đó, hai chiếc xe lên. Mình chạy chậm á, mình chạy 60 mile à, còn nó chạy 65. Đó, cho nó lên. Nó lên xong rồi mình lại đi qua bên làn bên này, bên làn trái này nha. Đó, phải đổi làn liên tiếp luôn. Đó, chiếc xe nó mới lên. Đó, các bạn thấy cái sai không? 65 mile một giờ đó. Lúc trước mình về Việt Nam đó, mình thấy là người ta không cấm cái bảng nha. Ở bên đây các bạn thấy là cứ khoảng chạy khoảng chừng một cây số đó, người ta cấm cho bạn cái bảng đó, có tốc độ đó, cái bảng tốc độ đó. Ví dụ như các bạn là chạy bao nhiêu tốc độ bao nhiêu là nó báo cái đoạn đường nó tốc độ bao nhiêu để cho mình biết đường mình chạy á. Nhưng mà ở Việt Nam mình thấy là không có thấy cấm. Không biết nó hiểu là giao thông ở Việt Nam như thế nào mình không biết ha. Nhiều khi không có cấm nên đó. À, cái này nó muốn rớt à. Đó, bây giờ mình phải vượt qua chiếc xe này nè. Mình chạy tốc độ 70. 70 là đang chạy 120 cây số một giờ đó. Tranh thủ đi làm chuyện không thể tưởng được. Chút xíu các bạn sẽ tới nha. Tới và các bạn sẽ biết được. Rất là kinh khủng luôn. Đi làm một chuyện mà cả thế giới không biết, nhưng mà báo chí đăng rất là nhiều rồi các bạn. Nếu như các bạn nào để ý, các bạn nào để ý thì theo dõi báo đó, và những người nào mà đang
theo dòng thời sự á, thì các bạn sẽ biết được á, là cái nơi đây, cái nơi mình đang tới là nơi gì. Bây giờ các bạn thử đoán coi, thử đoán coi là cái gì đây. Nếu như các bạn nào ở thành phố của mình đó là Kansas City đó, và ở tiểu bang Missouri đó, thì các bạn sẽ biết được đó là white man đó, có nghĩa là đàn ông trắng đó. Nếu mình dịch qua tiếng Việt đó là đó, mình chạy tới 80 luôn rồi, để mình vượt qua cái xe này cái xíu đi, chạy tới 80 rồi, qua 130 rồi, qua land đi, chạy nhanh quá nó cũng hốt luôn đó. Nếu như các bạn ở tiểu bang Missouri đó, thì các bạn nghe cái từ là white man basics là máy bay đó các bạn, máy B-12 hay B-22 cái gì đó đó nha bạn nha. Nói chung á là máy bay tàng hình của Mỹ đó, trị giá là rất là mắc. Thì hôm nay nó bị không biết bị sự cố gì đó, bị sự cố và phải hạ cánh xuống khẩn cấp nha bạn. Thì ở Missouri mình á, đó là sân bay đó, là White Man Basic á, là sân bay ném bom tàng hình, có như là căn cứ không quân quân sự của máy bay đó các bạn, máy bay tàng hình đó. Và đây giờ mình chuẩn bị tới rồi, khoảng chừng cỡ khoảng 15 phút nữa, 15 phút nữa là tới nha các bạn. Lần đầu tiên đi làm chuyện này, thật sự đây đi qua nơi đây thì nó đúng ra nó thì chủ yếu là người ta farm á các bạn, farm mà giống như kiểu mà trang trại đó, người ta nuôi bò, nuôi ngựa, nuôi heo, nuôi gà. Không biết nuôi heo có không ta, chủ yếu là nuôi gà rồi là bò. Các bạn thấy hai bên đó là cánh đồng không á, người ta trồng bắp á, trồng bắp thôi, hai bên là bao la bát ngát luôn. Missouri mình á nha các bạn, nếu các bạn nào ở tiểu bang Missouri mình á là nổi tiếng về ngành á là nông nghiệp, đó là lúa nha các bạn. Lúa đó nó cũng giống như Việt Nam các bạn ạ, lúa gạo đó cũng sản xuất gạo nha các bạn nha, không phải đơn giản đâu đó, cũng có gạo đó. Là Missouri mình đó là gạo, chủ yếu cái ngành sản xuất đó, đó là lúa gạo cũng như là kinh doanh sòng bài. Còn bên Kansas City đó cũng cùng tiểu bang mình á, thì là người ta sản xuất về lúa mì nha, lúa mì và công nghệ máy bay. Đó là bên Kansas City, Kansas đó, tại vì Missouri mình kế bên Kansas luôn, nên hai tiểu bang sát với nhau đó. Rồi chào, không biết chào ai đây, em Vân đúng không Vân? Anh đang đi coi cái việc ấy á, phải Vân không Vân? Đúng không? Vân thì đánh danh số 1 đi. Anh đang đi tới cái nơi mà chiếc máy bay hôm qua nó hạ cánh khẩn cấp xuống đó. Nó hạ cánh khẩn cấp xuống, bị không biết bị sao nó cháy, hạ cánh khẩn cấp xuống. Và hiện tại bây giờ thì người ta chưa thông báo là chứ tại sao chiếc máy bay tàng hình ném bom B-12 hay B-22 gì đó nha, mà chiếc bay đó nổi tiếng lắm, nổi tiếng thế giới và mắc nhất thế giới á. Trung Quốc với Liên Xô người ta chưa sản xuất được chiếc máy bay này, người ta kêu là máy bay tàng hình nha các bạn nha. À, B gì? B-21 à? B-21 à? Đúng không? Đó thì bây giờ đang lên trên đó đây nè, lên trên đó để coi B-21, 22 gì đó, quên nó tiêu rồi. Mình cứ tưởng tượng là B-12. B-12 là uống thuốc khỏe. B-12 là thuốc khỏe. Còn cái này B-21 à? Đúng không? B-21 là chiếc máy bay tàng hình nha. Đó, lần đầu tiên mà thật sự đã nói chia sẻ có nhiều khi các bạn mình nói ra thì mắc cỡ chứ. 18 năm rồi. 18 năm rồi sống trên đất Mỹ. Không đi qua đâu nhá. Chỉ có một lần duy nhất là đi qua bên đó là San Jose thôi. Còn hầu như là cứ ở nhà không à. Đâm ra nhiều khi đi đó, nó không có, mình không biết được, có nhiều chỗ đi lắm. Mà mình này không có, nói chung là có thể là không có thời gian,
Vì mình làm nhà hàng không là hết 13 năm rồi. Cứ sáng đi tối về, sáng đi tối về các bạn. Nó không có thời gian, nghỉ thì chỉ có một ngày thôi. Một ngày rồi đi chả búa, rồi là dọn nhà, cắt cỏ, cắt đồ là xong. Hết ngày, là ngày mai đầu đi làm tiếp. Nên nhiều khi đó mình không có thời gian. Còn nếu như các bạn mà làm ở hãng xưởng đó các bạn, thì một ngày một tuần đó thì các bạn được nghỉ 2 ngày đó, 2 ngày, nên là nhiều khi các bạn có thời gian ví dụ như là đi shopping hoặc là đi chơi đâu đó, hoặc là cuối năm đó các bạn được vacation, đó là được nghỉ phép của là công ty người ta cho một năm, đó là cái quyền của các bạn được là tùy theo hãng xưởng. Ví dụ như các bạn là làm á, là một năm á, thì được một tuần, ví dụ vậy nhá, một năm một tuần, 2 năm thì 2 tuần, rồi 3 năm 3 tuần, thì hàng năm thì các bạn lấy cái đó rồi các bạn đi chơi. Nhưng mà khi các bạn đi chơi đó thì các bạn có tiền, là có tiền tiền nghỉ đó các bạn, nghỉ phép đó là nó trả tiền cho các bạn. Còn giống như mình đó, bất cứ người nào mà làm neo, làm nhà hàng đó thì không có được cái quyền đó nha các bạn nha, không được cái quyền là được nghỉ phép. Tùy theo nhà hàng, ví dụ như nhiều cái nhà hàng đó thì người ta sẽ cho các bạn một năm, cho các bạn một tuần nghỉ nha các bạn, một tuần nghỉ. Nhưng một tuần đó người ta không cho các bạn nghỉ, mà một tuần đó người ta trả lương cho các bạn hiểu ý mình nói không? Đó cũng được, tùy theo nha. Còn nhiều nhà hàng đó thì người ta không cho các bạn đồng nào hết nha các bạn, có nghĩa là các bạn là không có được quyền lợi gì hết. Đó cũng tùy theo nhà hàng. Nhưng mà nếu như các bạn làm nhà hàng Mỹ đó nha, phải nói tới nhà hàng Mỹ thì khác nha. Nhà hàng Mỹ thì các bạn có cái được là benefit đó, là được quyền lợi đó, là nó giống như là công nhân gì đó. Nhưng mà nếu như làm nhà hàng Việt Nam đó thì nó khác nha cả nhà. Là nhà hàng Việt Nam thì nó khác. Thông thường á, thì khi các bạn mà làm nhà hàng Việt Nam đó thì thường thường đó nha bạn, thì cũng bật mí cho các bạn luôn, có nghĩa là sao, nửa nọ nửa kia. Còn nếu như các bạn làm nhà hàng Mỹ đó thì người ta chỉ cho trả cho các bạn cái paycheck thôi đó. Đó là tâm sự cho các bạn một số những cái gì mà mình biết được đó. Nhiều khi các bạn ở bên Việt Nam các bạn không hiểu được cái cuộc sống Mỹ như thế nào, thì mình nói cho các bạn một chút xíu như vậy đó. Đó, các bạn nào mà mới qua bên Mỹ á, thì khi các bạn đi làm neo đó thì các bạn có quyền lựa chọn ăn chia với chủ rồi á, là nửa nọ nửa kia các bạn, nửa nọ nửa kia. Nhưng với làm cho công ty của Mỹ đó thì các bạn là sao, là phải lãnh paycheck. Thì các bạn có quyền lợi ha, các bạn phải đóng thuế rồi là cái này cái kia đó. Nhưng mà thật sự đó các bạn, khi mà các bạn làm công ty của Mỹ đó, nó các bạn được hưởng quyền lợi rất là nhiều nha, chứ không phải giống như làm ở nhà hàng với nhà ở tiệm nail đâu cả nhà. Nó khác xưa rất nhiều, nó là như vậy đấy. Các bạn thấy không, hai bên đó cánh đồng đó, đây người ta chủ yếu là người ta trồng bắp các bạn đó. Bây giờ người ta thu hoạch hết rồi, mùa này không có trồng cái gì hết, mùa này đâu có trồng gì đâu đó. Đó hai bên đó các bạn thấy không, đó trời thì trên trong xanh. Hiện tại bây giờ là 3:42 chiều bên Mỹ nha các bạn nha, 3:42 chiều ở bên đó là tiểu bang Missouri mình. Còn bên Cali đó thì bây giờ là 1:42. Mình ở bên này thì khác giờ với Cali, trùng giờ với Texas. Đây là lần đầu tiên mình đi nè, chạy từ nhà đi có 1 tiếng mấy đồng hồ thôi đó. Đi lên tranh thủ mình coi chút xíu, mình coi cái nơi mà sân bay đó các bạn, sân bay nó có tên là White Man Basics. Đó là căn cứ không quân của là B-21 đó. Các bạn thấy không, hai bên cây cối nó buồn ha, rụng hết trơn à, buồn dễ sợ ha. Khi nhìn thấy cái này á, thì lại nhớ tới Việt Nam.
về Việt Nam vừa rồi, về rồi về Việt Nam đó các bạn, nó vui thật á. Bởi vậy mình nhiều khi mình nói rằng á, nếu như mình có tiền á các bạn, mình về Việt Nam mình hưởng thụ. Chứ còn thật sự bên Mỹ này á thì nó có nơi nơi hưởng thụ, nhưng mà với những tuổi thanh niên á nha các bạn, những tuổi mà thanh niên á thì người ta biết cái chỗ chơi. Còn với những cái tuổi mà lớn lớn tuổi rồi, ví dụ như trên 50 rồi, trên 50 rồi đó thì sao? À, là về thì mình gặp bạn bè đi uống cà phê, cà pháo nè. Đó. Từ cái chỗ này bao nhiêu này, 50 chạy tốc độ bao nhiêu đây? Chạy tàu lao mới lao cái là ấy này, nó chưa có đời rồi, trên kia nó có cái ấy kìa, 65 mile một giờ. Nha bạn, đó các bạn thấy bên đường không? Nó đề đó là speed limit. Rồi chuẩn bị tới sân bay rồi. Xa xa trên đằng kia đã thấy có một chiếc máy bay là trực thăng. À, vậy là báo hiệu gần tới sân bay rồi. White man basic. Đó kìa, máy bay bay lên bay xuống kìa. Đó, các bạn thấy không? Gần tới rồi các bạn ơi. Nhưng mà mình nghĩ rằng chắc không được vào trong đâu, mà chỉ mình đứng thôi. Đó các bạn thấy không? Đó, tới đây là biết liền thấy không? Máy bay quân sự bay la trên mặt trời kìa. Wow. Đó. Rồi chuẩn bị tới nơi rồi. Ở đây buồn thật đó chứ. Đó, máy bay trực thăng kìa. Bay trên bầu trời tùm lum tá lạ trên. Tại vì nghe cái tin là có chiếc B-21 đó, nó bị hạ cánh khẩn cấp. Không biết nó bị cái gì không biết. Máy bay bom, ném bom nguyên tử đó các bạn. Ở đây bên đây thì chủ yếu các bạn thấy không, hai bên là trang trại không à, trồng lúa trồng đồ không à. À, giờ đi này mà có em nào ngồi kế bên nhỉ, hello cả nhà. Đó rồi đi, vừa đi vừa vừa nói chuyện các bạn chút xíu nha. Đi lo chạy xe dòm dòm đâu dám dòm cái này đâu. Đó không cả nhà, cũng gần tới rồi. Tranh thủ chút xíu livestream này cho đỡ buồn. Chứ nhiều khi ngồi trên xe đó, ngồi trên xe mà chạy khoảng chừng 30 phút đó là biếng lắm. Nói buồn lắm, cái này có 50 bao giờ nè, giảm tốc độ xuống thì chạy 60 rồi đó, nó quất cái một là đi luôn. Chậm chậm thôi, 50 rồi, tới cái khu mà basic rồi. Rồi nha cả nhà ơi. Đó, hai bên là bò không à, cánh đồng không à. Rồi, xin chào cả nhà mình nhé, chắc mình tạm biệt ha. Chuẩn bị tới rồi. Chút xíu mình coi quay cái máy bay cho cả nhà coi nha. Rồi xin chào cả nhà mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Đó cũng ngồi cũng được 20 phút rồi, cũng đỡ làm biếng. Thôi xin chào mọi người nha. Bye bye.